rộng quá đâu ha. Ngày qua còn nhắn tin cho em đó à, tối nay em cọc cạc cho chị gửi lại cho em cục này. Bộ qua đăng lên đó, qua đây đâu có mình chào mọi người nha mọi người ơi. Đổi nhà đó à. Ông không có xài wifi nữa. Ông nói tao nhà giàu tao xài 3G. Chào mọi người, thì mọi người ơi chia sẻ like giùm em bán cục hàng xã này coi mấy chị ơi. Đâu mà bom má ơi. Nè, Thiên Phúc nè, Hiền Trang nè, Hiền Trang phải bom, Hiền Trang đặt rồi. Gọi shopping không được. Chia sẻ like nha, hôm nay em bán cái gì? Bán cặp công sở đồng giá. Đồng giá siêu rẻ luôn, rẻ hơn hôm bữa nhiều. Nhớ chia sẻ nha, em chỉ bán hàng cho mấy chế nào chia sẻ like thôi nha. Cục hàng của bà Thiên Phúc đây nè, băng đi băng về, băng đi băng về. Không biết cái gì trong đây. Vui ra bán rẻ cho mọi người luôn nha. Rồi. Không làm lão lên. Trời ơi, Thiên Phúc là đầm lên nha. Ngọc. Cái đầm sọc này hôm bữa biết bao nhiêu người dành luôn. Cái đầm sọc này hôm bữa biết bao nhiêu người dành luôn. Ai đang xem cho xin một chấm luôn đó chị. Thấy chị. Chưa vô. Để rồi đẹp. Vô cái bánh mỏng. Nè, biết bao nhiêu người dành cái đầm này luôn. Cái đầm này hình như là chị đúng rồi. Cảm ơn nghe chị Nguyễn Minh nhiều luôn nhận hàng rồi hả. Thanh Kiều Nguyễn Minh nhiều nha. Đây nè, tiếp tục mấy cục hàng bơm về nữa nè. Hàng bơm đi bơm về nè, mấy chết thấy đau lòng chưa. Buôn bán có lời mà còn bị bơm nữa. Chào Yến Nhi, chào Phượng Hoàng, chào Ngọc Huỳnh nha. Hàng bơm đây. Đắng lòng chưa. Hàng bơm giá rẻ. Hàng bơm giá rẻ. Chào Thảo Nguyên, chào Thảo Nguyên. Lên chia sẻ lên 50 like đi em bán. Lên 50 view đi, em bán hàng bơm đi mấy chị. 50 view em bán hàng bơm. Tiếp tục bơm tiếp nè. 59k cho cháu lên này luôn. Ai lấy thì hút nhanh 59k. Lấy thì comment giùm em là lên. Lên 59 đi, lên 59 nha. Bơm. Ngọc Peter, Ngọc Peter Peter. Chào Trang Đặng nha. Em có mấy cái đầm hôm bữa bị bơm về nói bán đi. Minh Phương, chị không gửi hàng cho em hả? Em không thấy. Minh Phương mua cái đơn hàng nào Minh Phương ơi? Đơn hàng cũ đi hết rồi, chỉ có những người mà mua một cái mà chị điện thoại không được và chị không đi thôi nha. Còn mấy đơn hàng nào mà điện thoại rồi là đi hết. Em chào chị Mai Thi Ninh nha. Hôm bữa có ai dành cái đầm này mà không được á. Cái đầm len, hôm bữa có ai dành cái đầm len sập trong cái live trước á, không được á. Thì bây giờ mua đầm len này nha. Em bị bơm về đây. Đầm len rất là đẹp. Mà cũng bị bơm nữa ha. Rồi, cái này là form có khoảng, cái này có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp nha. 54kg trở xuống mặt đẹp. Ai lấy cái này thì comment giùm em là 59.000. Comment giùm em là 59k đi là em biết nha. Chào Đỗ Thanh Thúy nha. Chào chị Thảo Bin nha. Ở bên đơn hàng của chị đi chưa ta? Chị Ngọc cho em mượn cái danh sách cái tờ giấy trắng này. Em chào chị Thảo Bin nha, Thảo Bin ơi. Em bị bơm hàng quá trời luôn rồi mấy chế ơi, chán đời ghê. Đơn hàng của chị vừa đi chưa chị Thảo Bin? Chị nói chị lấy cái đầm len nó luôn hả con gái? Dạ. Mà giờ em không biết cái đơn hàng kia của chị đi chưa nữa. Không, đợi chị lấy cái đầm len là đầm nãy rồi. Chị Hoa Biên nó lấy cái này nè. Rồi Cherry Huỳnh 59k à, ai lấy cái này 59 comment giùm em 59 nha. Của Cherry Huỳnh nè, em bán xả luôn.
em muốn xả cái lô này luôn nha chị. Em thấy Thảo Biên comment trước rồi, rồi thấy số điện thoại có trên hình nha. Đây Thảo Biên có mua hàng của mình rồi, nhưng mà nói là chị lấy là lấy cái gì, cái áo lấy cái đầm len á. Của Thảo Hương, của cái này của trên hình nha chị. Rồi nha, ai lấy cái này 59k comment giùm em là trắng 59k đi, trắng 59k, chỗ khác đang bán cái này với giá 89 hoặc 99 ngàn luôn á mấy chị ơi. Form này có khoảng 54kg trở xuống thôi nha, ai ốm ca thì nó giọt giọt hơn chút nữa, còn bình thường, size bình thường là có phải. Chào chị Nguyễn Thúy Linh nè, chào chị Nguyễn Thúy Linh, hôm bữa có ai có lấy cái đầm sọc này mà chưa lấy được thì comment giùm em, hàng của chị Thảo Biên em nhớ, không biết đi chưa đâu, em gửi chưa nữa chị ơi. Để em kiểm tra lại anh coi mới đi hàng, em bị bơm quá trời, em có thông cảm. Bữa nay để em like set mới mà không like được luôn, tại vì hàng bơm giờ nhiều quá vậy. Body len hả Ngọc Hương, Thái Ngọc Hương hả, đầm body hả, đầm body em còn ít cái thôi chị ơi, đầm body len thì em còn ít cái thôi. Hôm nay chú ý em like hàng công sở, hàng đầm như em mặc nha, giá rẻ cho mọi người thôi. Rồi ai lấy mấy cáo 59 ngàn á, đầm len 89k nha chị Sang Đặng, đầm len đó con lai trước em có mặt rồi, rất là nhiều người hỏi chị khách này mua hàng đi ở quận 7 nó mua xong rồi bơm về nữa. Rồi ai lấy cáo 59k comment giùm em là trắng 59 nha, trắng 59, áo này chỗ khác đang bán cũng còn đang bán với giá 89.99 ngàn á, hàng này là len mỏng đừng sợ dày nha mấy chế, áo len này là mỏng đừng sợ dày nha, ai lấy thì comment giùm em là trắng 59k. Chứ mấy chế đừng có mua một cái hàng rẻ quá mà mua một cái rồi sao em đi hàng được, đặt thì lên 2-3 cái đi, rẻ quá mới mua một cái chỗ khác là bằng hai cái cho em rồi. Rồi tiếp tục nha, cái này là cái hồng nè, 59k, lấy thì comment giùm em hồng 59 nha, cái màu hồng lên là mọi người thấy nó đang rất là đẹp nha, hồng 59 nha, comment giùm em luôn hồng 59. Trời ơi mấy cái len, mấy cái len này chỗ khác em bảo đảm với mấy chị không có giá 59 ngàn đâu, không ai bán 59 ngàn bán dưới giá nhập đâu nha, mua tranh thủ mua đi, từ đây tới Tết còn nhiều dịp đi chơi lắm. Ba cái len mỏng này mình bận ban đêm mới đi cà phê đúng không, che đi mình lấy cái hồng nữa kìa, chị che đi mình lấy cái hồng ba con giùm em nha, ai lấy cái hồng comment giùm em hồng nha, thật sự mấy chế mua một cái chỗ khác là bằng hai cái chỗ em rồi, màu hồng em còn nha, ai lấy thì comment hồng nha. Hình như còn màu xanh nữa, để em rút màu xanh nha. Ai lấy thì comment hồng giùm em nha, đẹp lắm. Chị Thảo Biên lấy cái hồng đi em, chị Thảo Biên lấy tiếp một cái hồng nè. Dạ, để em rút cho chị Thảo Biên. Còn là hàng bơm về không, với hàng lẻ lẻ mua một cái, mấy cáo này rẻ quá, có năm mấy ngàn nha mấy chị, mua một cái không. Rồi rốt cuộc giờ em ôm một đống em xả ra nè, khổ em chưa. Ủa màu đen em chưa like đúng không? Nè mấy chế, màu đen nè, nó là form này của nó là cứ nó coi giãn nha, form này của nó là có khoảng 54kg trở xuống nha, em có nói số ký rồi mấy chế, trăm ký mua giùm em 54kg trở xuống, ai lấy thì comment giùm em là đen 59 nha, đen 59, nhìn thấy nó mỏng đi chứ cái mặt lên không có thấy gì đâu, nhìn thấy đưa ra ánh sáng nó bị dội ánh sáng, cái mặt lên là không có thấy gì đâu, đừng có lo mấy chị, mấy chị cứ liên hệ cho địa chỉ nha. Mấy chế ơi, mua một cái thì cho giùm em là số điện thoại với địa chỉ đi kèm nha. Rồi chị Betty Nguyễn một cái hồng, chị Betty Nguyễn lâu quá không thấy, chị Betty Nguyễn ơi không gần không thấy chị, đây hồng 59k của chị Betty Nguyễn nè. Rồi nha, em có màu trắng nè, màu đen nè, màu hồng nè, em đủ bộ hết luôn á mấy chị, lấy mà phải lấy cả cây rồi nè. Hôm bữa em thấy mấy chị bên kia bán 120 ngàn cáo này mà người ta vẫn buôn nhau mua mấy chế, mua phải mình phải đi dò like, dò hết like người này có like người kia, xong rồi xem like chỗ nào bán rẻ quay lại mua, chứ đừng có mua vừa xong rồi tiết tiền 120 ngàn là bằng hai cái chỗ em rồi ha. Tiếp tục xanh 59k, ai lấy thì comment giùm em là xanh 59k, xanh này quá đẹp, xanh lên like quá đẹp ha. Form này là form nhỏ nha, khoảng 54 trở xuống thôi nha, chứ không phải là form bự nữa chứ. Len này là chất len body nha. Rồi màu xanh mấy màu, có mấy màu vậy chị, à một hai bốn màu chị ơi, cái này chị lấy cái hồng rồi, chị lấy cái hồng rồi, em có bốn màu đó chị, chị Betty Nguyễn lấy cái xanh nữa nè, rồi em còn xanh nữa, ai mọi người cứ comment cái loại này là loại không cổ nha. Rồi chị Minh Lina một cái xanh 59 ngàn nè, thấy số điện thoại của chị Minh Lina nè, chị Betty Nguyễn cái xanh, chị Linh Lina ơi, mấy chế mua lần mua giùm em hai cái nha, tại vì sao
Tại vì mua một cái không có đi đầm đi 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 hàng được. 0901751631 59k. Em có 4 màu á chị, rồi chị lấy chị Nguyễn lấy 4 cái nè chị. Chị Nguyễn lấy đủ màu á chị ơi. Đỏ hình như trắng chưa có đúng không? Ừ. Đen có không? Ơ 5 màu luôn á chị lấy chị Nguyễn thôi. Bởi vì cái này cái đen kìa. Rồi che đi hình hả, đổi hồng lấy đen hả, rồi ok luôn. Rồi đổi hồng lấy đen chị đi coi mình lên. Chị bác Duy Nguyễn đủ màu cho chị. Dạ lấy đủ màu cho chị luôn nha chị bác Duy Nguyễn. Áo này là áo không cổ nha, em còn một loại có cổ luôn nha. Chị Từ Thảo một cái xanh nè. Em còn cái loại có cổ nữa. Mà để chị Từ em vô tới nha mấy chứ. Phơ này phơm nhỏ nha chị Từ Thảo ơi, phơm này có khoảng 50 còn cái đen. 54 kg trở xuống thôi nha chị. Dạ, còn cái đen. Rồi còn cái đen cho chị bác Duy Nguyễn. Bác Duy Nguyễn 5 cái nha, 5 cái nha. Rồi bắt đầu em like tiếp nha. Còn stock hoài không ta, bác Duy đỏ Minh Phương. Rồi nha mấy chế, cái này là cái không cổ nha. Ai lấy cái không cổ thì comment giùm em rõ ràng là không cổ 59k luôn nha. Em bán có cổ có 59k luôn. Rồi bắt đầu em like tới có cổ nè. Có cổ thì có phối màu cũng như trang vậy đó. Màu với chất len cũng dễ giống vậy đó. Nhưng mà cái cổ của nó là cổ sơ mi thôi ha. Đây là cái đầm đi bơm. Đây tiếp tục cái có cổ này nha. Trời ơi, cái có cổ có bo này đó. Ủa chị, hồi nãy có màu trắng chứ. Màu trắng có rồi đúng không? Ừ. Cổ đó là cổ khác nữa, cổ này là cổ khác nữa ha. Chị lừa sỉ. Dạ bác Tiên Nguyễn ơi, chị lừa sỉ được. Nhưng mà em bóp cà phê cho chị thôi nha. Chứ giờ, tại vì hàng này là hàng xả, em bán dưới giá nhập rồi nè. Chứ em không có bán trên giá nhập đâu. Mấy mọi người chú ý nha, cái cổ này nó khác nha ha. Cái cổ này là cổ có viền đỏ nha, còn cái cổ này là cổ này nha, nó khác nhau nha ha, nó khác nhau chứ không phải là nó giống nhau đâu. Cái cổ này ở dưới lai nó có bo, còn cái cổ hồi nãy là ở dưới lai nó không có bo, còn cái này ở dưới lai nó có bo. Ở trên là cổ này, ở dưới lai là nó có bo. Em còn ít màu thôi. Ô cái này em còn có, cái này em còn có hai ba màu nha, nhanh tay nha mấy chị. Vô cho mấy chị xem cái áo màu trắng nè. Trà hồng dòng sông nha. Trà hồng dòng sông. Đây cái màu trắng đây. Bo trên bo dưới luôn nha. Tay cũng có bo luôn nha. Phơm này là phơm nhỏ. Đây cỡ khoảng 54kg trở xuống thôi. Ai lấy thì comment giùm em là bo đi nha. Ô cảm ơn nghe bà Phương Lan. Bạn vừa không bà Phương Lan? Đẹp bà bạn vừa không? Được em Hải Nguyễn, để chị dơ lên cho em xem mẫu nha. Cái mẫu này nó khác cổ thôi. Cái tay kia nó không có bo, tay này nó có bo nha. Ai lấy, ai lấy thì comment giùm em là trắng bo nha. Cái này là trắng bo đi, cũng 59k luôn. Em bán đồng giá hết nha, khỏi mắc công hộ giá lên xuống đi. Rồi Thảo Nguyên một cái trắng nè. Trắng duyên. Bo chà báo duyên nha em. Hồng bo nè. Cái bo này bận ở ngoài dễ thương lắm. Tại vì nó có cái bo nên nhìn cái tay mình nó nhỏ nha. Hồng bo nha. Hồng bo, thấy nó nhỏ chứ nó giãn nha mấy chị. Hồng bo nha. Cảm ơn một Phương Lan nha. Mấy cái đầm đó hôm nay tôi sale, hôm nay tôi bị bơm về nữa nè bà Phương Lan. Thiệt là khổ luôn. Rồi cái này là hồng bo nha. Trắng bo, hồng bo với một cái là màu nâu. Màu nâu bo đi. Cái bo này đẹp mà mấy chị không lấy hả? Thảo Nguyên một cái trắng bo á. Cái này có em còn có 3 màu à. Thí Linh ơi gửi đồ cho em, gửi rồi chị Thí Linh ơi, em gửi rồi mà cái kia em chưa mua giùm chị nữa. Nguyễn Thí Linh hình như em gửi rồi á. Đang mặc hả? Đang mặc bán đồng giá 119.000 hết luôn. Nguyên một vạt này 119k, nó là đầm công sở chất vải cực kỳ đẹp nha. Hồng trắng cho chị Betty. Cực kỳ đẹp luôn nha bà Thảo Nguyên. Vải rất là đẹp, bà Phương Lan mới nhận rồi bà mới khen kìa. Rồi, em còn màu nâu nữa nè. Cái màu nâu này sang cực kỳ luôn nha mấy chị. Thấy nó vậy vô người đứng tuổi bạn nó sang nha ha. 59k luôn màu nâu nha. Ai lấy comment là nâu bo. Tiếp tục một cái nâu bo. Nhìn thấy màu nâu lên hồi nó mới sáng nhưng mà ở ngoài bạn nó sẽ sang. Có ba màu, cái này em có
có ba màu trắng rồi, hết luôn, hết màu hồng rồi nha, hết màu hồng rồi. Rồi chị màu nâu tiếp tục cho chị Betty luôn. Linh Mina cho chị thêm một áo trắng không bo nha. Dạ dạ anh chào chị Mina. Rồi cho chị Linh Mina thêm một cái áo trắng không bo. Rồi áo trắng không bo là áo trắng cổ đỏ nha. Chị Thảo Biên cái nâu 59k, ok chốt cho chị Thảo Biên. 59.000 rẻ mới chết. Áo len đó chị ơi, mà 59.000 là rẻ dữ lắm rồi. Chị Thảo Biên ơi, có ai ấy vui lòng nghe điện thoại giùm em nha. Chị Thảo Biên. Cái trắng đó là của chị Linh. Chị Linh Mina. Rồi nha, cái có bo thì em còn màu trắng với màu nâu, trắng với nâu. Còn không bo thì em còn đỏ, đỏ, trắng, xanh, hồng á. Cái không bo là em còn đủ màu nha. Rồi bây giờ tao bắt đầu có cổ nha. Trời ơi, chị đổi, chị Thảo Biên đổi sang trắng 59k hả? Rồi rồi rồi, em đổi cho chị Thảo Biên nè. Nhưng chị Thảo Biên ơi, chị vui lòng nghe điện thoại giúp em nha. Cho chị thêm cái nâu có bo và ok chốt cho chị Linh Mina cái lông, cái nâu có bo đi. Shop em là phải gọi điện thoại mới chứ nghe giùm em nha. Dạ ok chị Linh Mina nè. Rồi, tiếp tục em like tới cái có cổ nha. Nó rẻ quá, iPhone có khoảng 52-54kg nó hốt ngay đi chứ. Có 59.000. Đây là cái có cổ nha. Đó, vừa cổ vừa bo luôn mà rất là lịch sự ha. Trời ơi, cái này sao đẹp chứ ha. Rồi, ai lấy cái này không? Chị Linh Mina 3 cái đúng không? Đúng rồi đấy. Hoàng Phúc qua đợi chị chút xíu nha, xếp quận 8 hả? Linh Mina, chị ơi, ở quận 8 có khoảng 30k hay là cỡ 30k quá à? 30-35 hả? Ừ. Ừ đúng rồi. Hôm bữa em mua hàng á, em bán hàng mà em mua hàng thử chỗ khác ở Thủ Đức, nó ship cho em là 35.000 rồi mấy chị. Rồi cái này là cổ nha, ai lấy cổ thì comment giùm em, cổ cũng 59.000 luôn. Em không có chi giá ra bán đâu, em bán đồng giá 59 luôn ha. Chà Tina 59k, có ai tin là cáo len này 59.000 không? Không có ai tin được hết trơn. Rồi màu trắng nha. Ý, ừ đúng rồi, màu trắng nè. Em có trắng nè, đen nè. Trời ơi, màu đen nó đẹp má ơi luôn. Xanh nè. Cho đi hình cổ nè. Trời ơi, trắng đen xanh nè. Mấy chị comment nào đó rõ để em gửi không bị lộn hàng nha. Cho đi hình mấy cái cổ đẹp quá à. Chị cho đi hình ơi, đẹp quá. Chị cho đi hình chắc lấy màu trắng quá à. Đẹp dữ lắm luôn, 59.000. Có ai tin ngáo 59.000 không trời. Bán lỗ sạch quần luôn. Cổ màu nào? Cỏ em, à chắc màu trắng em mới lên màu trắng. Cái chị ơi, comment cổ gõ. Em chào chị Mai Trinh nha. À chị Mai Trinh ơi, cái đầm sọc hôm bữa như chị hỏi em đúng không? Em mới vừa bị bơm về nè, cái đầm len sọc á. Lấy thì comment giùm em đi chị Mai Trinh. Em cũng chả nhớ nữa, chả nhớ ai đặt nữa ha. Rồi cổ trắng cho chị Cherry Huỳnh. Ok Cherry Huỳnh 54kg trở xuống vừa nha Thùy Trang. 54kg trở xuống nha, mấy chế áo này mấy chế lựa đủ màu về cho hàng xóm chị em mặc nha. Cổ mấy màu hả? Để em đếm coi, trắng nè, đen nè. Trắng, đen nè, xanh nè nha chị. Đỏ nè. Hồng vàng hết. Rồi, cổ 5 màu. Cổ 5 màu nha chị. Rồi chị Cao Tho trắng đen. Cao Tho ơi, cho em liền số điện thoại với địa chỉ đi chị Cao Tho ơi. Cổ này rất là đẹp luôn, bạn lịch sự chưa từng thấy. Nè chị Cao Tho nè chị. Cao Tho nha. Ra cái này hả? Kim Khoa hôm trước chị có hỏi. Chị Hồng Nguyên, Hồng Nguyên cái trắng, Hồng Nguyên ơi cho liền số điện thoại. Dạ, vậy là cái này chị Kim Hoa hỏi đúng không? Cho chị Kim Hoa nha. Tina Nguyễn trắng đen đỏ vàng. Cái này của chị Kim Tho nè. Ok nha chị Kim Tho. Kim Tho nè. Rồi chị Betty Nguyễn lấy 5 màu. Trắng, trắng đen đỏ vàng, xanh. Trời ơi. Thế không? Dạ. Cao Tho xong hết rồi. Chị Cao Tho cho em liền số điện thoại đi chị Cao Tho. Em bán cái này bán xả rồi mấy chị. Giải mỏng không? Giải này không có mỏng đâu chị, mà nói là len lỗ nha, nó không có mỏng ha. Thấy địa chỉ của chị Tina Nguyễn thôi nè. Tina Nguyễn lấy màu gì? Trắng đen đỏ vàng hả? Trắng đen. Cái này của chị Betty đỏ. Dạ đúng rồi. Ủa màu vàng em hết rồi chị ơi. Chị lấy xanh đi chị Tina ơi, xanh này đẹp. Xanh cũng đẹp lắm nè.
Thế địa chỉ thấy điện thoại của Cao Ho nha. Đàm em bận có bán nha thằng Vũ. Đàm em làm đồng giá 119k hết. Đồng công sở ở đây đồng giá 119k. Hôm bữa bán 130k. Bữa nay sale tẹt ra 119k. Đây là màu xanh nha mấy chị. Chị Tina Nguyễn ơi lấy giùm em màu xanh nha. Trắng đen đỏ xanh nha. Tại em hết vàng rồi. Chị Thảo Biên một cái cổ nè. Đỏ cổ 59k đúng không? Đỏ hết luôn rồi chị Thảo Biên ơi. Thấy địa chỉ của Tina. Giải hóng mỏng đó Hồng Nguyễn ơi đừng lo nha. Hồng Nguyên một cái trắng có của Hồng Nguyên cho chị. Hồng Nguyên chưa có đơn chọn giùm em hai cái nha. Không lấy xanh vậy em lấy cho chị, em lấy cho Tina hai ba màu nha, đỏ trắng đen nha. Rồi Tina, cái này của Tina là chị, đỏ trắng đen. Tina có đơn rồi đúng không? À có số điện thoại. Hết đỏ rồi chị Thảo Biên ơi. Em còn đỏ không cổ à. Đỏ không cổ em còn nhiều. Đây là một cái màu nè ha. Em vô lại cho mấy chị xem nha. Thảo Biên em hết màu rồi. Tina em lấy 3 màu trắng, đen, đỏ nha. Rồi chọn lại giúp em nha ha. Đen nè. Xanh nè. Cái này có cổ nha. Trắng nè. Trời ơi đẹp quá. Đen xanh trắng có cổ nè. Còn có 3 màu đó đó mấy chị ơi. Cổ còn có 3 màu đen xanh trắng nè. Đen xanh trắng đẹp quá. Phí ship Tâm Sheila. Phí ship Huế hả? Không biết nữa Huế không em không biết nữa chị ơi. Bưu điện nó tính chị ơi. Mấy chục ngàn gì. 30-40 ngàn gì đó chị em không biết nữa. Được. Hoàng Vũ hả? Đầm này riêng size nha. 55-56kg trở xuống nha. Dạ em cảm ơn nha Nhận Nguyễn. Cỡ khoảng 55-56kg trở xuống nha. Đầm body sẽ tà, đầm body sẽ tà không có. Nhỏ Ngọc Linh ơi. Thảo Biên ơi em hết màu đó lấy giùm em màu khác nha. Màu xanh này đẹp lắm. Tại em không có bận cái đầm, em bận thử mấy cái này. Em bận thử mấy cái này cho mấy chị xem. Rồi nha, hết rồi. Em còn có cái không cổ thôi. Không cổ thì còn nhiều màu. Mấy chế chọn không cổ cũng đẹp. Không cổ chọn màu đỏ đúng không? Tại vì có cổ hết màu đỏ rồi. Ủa sao bị rớt view dữ rồi. Mấy chế chấm cho em thấy ai đang xem rồi. Bữa nay bị rớt view quá. Ai chưa có địa chỉ chủ động cho em địa chỉ đi nha mấy chị. Em hỏi xin để em điện thoại em xin nữa. Rồi 59k nha. Ai lấy thì comment giùm em là ken lỗ đi. Nhưng vậy là em biết nha. Ken lỗ 59k. Chị Thảo Biên nữa. Có màu nào cũng có nha. Chị Thảo Biên lấy màu gì ta. Chị Thảo Biên ơi. Có size lớn không? Không chịu size lớn là len khác rồi. Len này nó còn size nhỏ như vậy á. Len này không phải size nhỏ mà nó có một size như vậy á. Dạ ok. Rồi bắt đầu em bán đầm của em đang mặc nha ha. Áo len đó em sale đầu like thôi chứ không có ai sale áo len đó. Em thì có, em là có 46kg thôi, 46-47kg em bận hơi rộng. Rồi sao em bóp eo nè. Cái đầm này resize nha. Cái đầm này resize cỡ khoảng 54-55kg trở xuống bận đẹp. Lấy thì comment giùm em, bắt đầu em dơ mẫu lên nha. Em dơ mẫu dơ màu. Ai lấy cái đầm em đang mặc thì cứ comment đầm mặc vàng nha. Đầm mặc vàng. Rồi bây giờ em dơ mẫu lên nha. Đầm canh mặt cũng vậy nha. Tất cả đều đồng giá cho em xin cái đồng giá 119.000 nha chị. Mấy giới đang xem cho em xin chấm 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 nha. Hết thấy ai đang xem rồi. Dạ. Kim Thoa này là quen. Em nhớ quen quen. À đúng rồi, Kim Thoa còn đơn đây nè. Còn đơn. Chị không dạ. Chị ghi giùm em Kim Thoa có đơn đi. Rồi. Đầm này. Công sở nha mấy chị. Nè. Nó may được may rất là khéo nha. Ai đã mua cái đầm này rồi á, ai đã mua hôm bữa mua cái đầm này 130.000 á, thì bây giờ quay lại đây mua tiếp kiểu khác nha. Tại vì chất giải của nó em bao chất giải đẹp luôn ha. 119k thôi ha. Bắt đầu em lai đầm đi. Hôm nay em lai đầm đi rồi ngày mai á, ngày mai em lai tiếp áo len cho mấy chị. Áo len em còn nhiều lắm. Đừng có lo, áo len em size lớn nhiều lắm. Em bán sale hết. Bán sale em nghỉ bán luôn. Bán xe hết lô hàng đóng cửa em nghỉ bán luôn. Chị cứ việc đón like của em xem hàng giá rẻ nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đỏ, đỏ nút nha. Đỏ nút em có màu đỏ nè, màu cam nè, màu cam nha, màu đỏ nha. Đồng giá 119k. Em chưa thấy cái view, em chưa thấy cái ủa cái này khác hả ta. Rồi chị Thảo Biên đầm đỏ 119k nè. Trời ơi đẹp lắm nha mọi người. Mua rồi đừng có xả ra giúp em nha. Hồi nãy có khách mua khen cái chất giải như quá trời luôn.
Hàng này là hàng xốp, em lụm về em sale. Thảo Biên 119 ngàn. Em lụm về em sale chứ không có đâu mà có mấy cái giá 119 ngàn mấy cái đầm này đâu. Ở đâu không có đâu, có đầm công sở. Đây nè, đây là màu cam nha. Ai lấy thì comment giùm em là cam nút nha. Cam nút nha, rất là đẹp. Mai rất là đẹp luôn mấy chị. Có rất là đẹp luôn. Cam nút nè, 119 ngàn nữa nè. Hay là mấy chị 54 kg, chị ơi 54 kg trở xuống, 54-55 gì đó. Không biết đơn cũ đơn đi rồi hay gì, hay là điện thoại không nghe được em ấy. Em điện thoại qua bữa sau em chốt hàng, em điện thoại thì mấy chị nghe giúp em nha, tại vì bên em phải điện thoại nha. Đầm dạ đó, chị Betty Nguyễn ơi, đầm này là dạng thiết kế nhưng mà dạng công sở nè chị. Ủa sao cái này có trong đây nữa, đẹp mà. Cái đầm này có trong đây nữa, nhưng mà cái này phơm thì nhỏ không? Không em. Ủa cái này phơm suông nha, cái này đầm suông trắng đen nè. Ai lấy thì comment giùm em là đầm suông nha, có một cái một luôn á. Có một cái một luôn, trời ơi, mặc cái đầm này đi cà phê. Đi cà phê sang cực kỳ, nó là đầm suông đen nha. Trời ơi, 119 ngàn rất là rẻ rồi. Đầm này là đầm xốp, đầm thiết kế mấy chị. Đầm thiết kế, em ôm lô nha. Lấy thì comment giùm em là trắng đen nha, ở dưới là có dãy von. Ý lộn, ở dưới là có giải cà phê, cà phê lụa ha, trắng đen 119 ngàn nè. Cho đi, khỏi đó. Trời ơi. Rất là đẹp nha. Trời, chị hiện thật nha, trời, cái đầm này xinh lắm. Thì Dương, trời ơi, đầm. Hỏi đầm bao nhiêu kìa. Đầm đang mặc 119 ngàn, chị Thì Dương ơi. Ship Đồng Nai bao nhiêu hả? Em không biết ship tính bao nhiêu đó chị ơi. 30-35, 30-35 gì đó chị. Trời ơi, cái đầm trắng đen này 119 ngàn. Mấy chị ơi, cộng vô tiền ship cũng không bằng chỗ khác bán, chỗ khác bán 130-180 ngàn ha. Đầm trắng đen, rồi ai lấy thì comment giùm em trắng đen nha. Rồi ai lấy cái đầm em đang mặc thì lấy lẹ luôn đi, để em đi thay cái đầm khác cho mấy chị xem. Ơ cái đầm này mình còn bông không ta? Màu tím này. Để em dẹp cái lô này lên đi. Màu tím không timeline cho mấy chị cái lô này. Phan Nguyễn 28k. 28k là cái gì? Màu tím nào chị? Rồi chị Thùy Dương, cái đầm trắng đen Thùy Dương ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ đi Thùy Dương ơi. Quá rẻ rồi mấy chị ơi, mua hai cái cho nó đỡ phí ship, tại vì phí ship 30-35 ngàn gì đó. Cái này là con, trời, cái này đúng là một cái đầm thiết kế luôn nha. Đây nó là đóng nút nè, nút đóng nha, nút đóng, nhưng mà tất cả nút này là nó giả, đóng giả thôi, ở trong tất cả có lớp hết nha mấy chị. Ai đấy thì comment giùm em là đen nút đi, đen nút đây nè, đứng lên. Cái này giống như là con bút chì vậy đó. Cái này cái con nó giống như là bút chì vậy nha. Ở dưới đây là một bên vạt nè, đó ha, có sẻ nha. Ở trong đây còn có thêm cái váy lót nữa, mọi người đừng có lo nha. Cái này còn có thêm cái váy lót ở trong đây nữa nè, đó. Lavender tím nhà em chưa có gửi lavender tím ơi, cái đầm hoa tím tím nhẹ nhẹ chưa có gửi nha, còn ở đây nha. Tại có một cái một không có đi đơn được, mua dùm hai cái trở lên thì mới đi đơn nha mấy chế. Hay lấy cái này comment giùm em đen nút nha. Mấy cái thơm này có khoảng 50. Cái này có khoảng 54 kg trở xuống. 54 kg trở xuống là bằng đẹp nè. Nó là con bút chì. Cái chân váy giống như bút chì vậy đó. Thảo Biên làm đen nút biết rồi. Thảo Biên đen nút hả? Dưới cái comment của Lamina tím. Rồi em thấy rồi. Có cái nào bầu bí 4 tháng? À bầu 4 tháng ha. Bầu 4 tháng em chỉ có đầm ngủ. Cái phè hồng rồi. 4 tháng thấy cái này được mà. 55 kg còn nhẹ ký quá mà. Đen nút có khách lấy rồi chị ơi. Mấy cái đầm này á, cỡ khoảng free size nên là cỡ khoảng 54-55 kg trở xuống. Em bán đợt khách trước là 54-55 kg trở xuống còn vừa hết á. Ta thiết bắp lại đầm rất là đẹp nha. Đây, cái đầm này chắc bầu bí 4 tháng chen được nè ha. Cái đầm này nó rộng nè, cỡ khoảng bầu bí 4 tháng chen được nha. Lấy thì comment giùm chị là Hồng Châu nha. Hồng Châu nó có đính châu, đính châu ở phía trước nè. Cái này hình như còn có một cái rồi đúng không chị Ngọc? Còn có xanh. Còn màu xanh nữa hả? Đầm này là phơm là phơm suông rộng nha, bạn thoải mái lắm. Đúng rồi nói đó. Rồi em có hai màu nha. Màu hồng nè. Màu này là màu xanh nè. Đó. Ai lấy thì comment giùm em rõ nha, hồng với xanh nha. Còn hồng này dễ thương nha.
Trời ơi, visa này mấy chị khỏi hỏi bao nhiêu ký luôn á. Visa tầm xuân visa nó bận nó thoải mái lắm. Ở dưới nó có cái bèo nè, ở dưới cái bèo giống như cái đuôi cá tầm dễ thương lắm nha. Đây là màu xanh nè, đó màu xanh này, xanh ngã riêu, nó lên mái nó hơi xám chứ ngoài nó là xanh nha, chứ nó không phải xám đâu. Rồi hồng này ở dưới nè, nó có bèo nè. Trời ơi, còn dễ thương muốn chết. 119k ha, đưa gần quá bị nhẹ. Ừ, cái máy nó bắt điện ảnh đó chị. Ơ cái này nó có túi nữa nha mấy chị. Túi thiệt hay túi giả? Túi thiệt nè. Túi thiệt nhưng mà nhỏ thôi. Nhét nhát cái gì nhỏ nhỏ để tay chơi thôi. Rồi còn lại xem cho xin một chấm mấy chị ơi. Sao nó rớt view quá. Cái đầm nè. Rồi nha, màu hồng có màu gì. Tiếp tục một cái màu đen nữa nè. Màu đen này còn màu ha. Ở cái màu đen này giống canh mặt nè. Màu đen này giống canh mặt nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen đi ha, đen canh đi. Tại vì canh mặt là màu hồng nè. Rồi ở đây là màu đen nè. Có cái nút đóng ở đây nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đầm này dạng đầm thiết kế nên nó mang rất là sắc sảo. Nó mang rất là sắc sảo chứ không phải hàng tẹt tẹt gì đâu, dạng như đầm thiết kế đó. Đi ôm cái lô đầm này phải dành dụm dữ lắm có mới có được nha mấy chị. Mà em bán có 119.000 thôi, chỗ khác nó vẫn còn đang bán mấy cái đầm này với giá 180 hoặc 220 mấy chị ơi. Cái này là màu đen giống canh mặt nha. Rồi tiếp tục nè, màu vàng đó nè. Ô, cái màu vàng này nó sáng rực rỡ. Để bọc nó hơi nhăn thôi. Hàng mới. Để bọc nó nhăn thôi ha. Đây là màu vàng nha. Đóng một hàng nút. Hàng nút. Sắc. Ai đấy thì comment giùm em là vàng nút nha. Linh Trúc lấy cái đen kìa. Linh Trúc một cái đen rồi ok Linh Trúc nha. À, một cái vàng nút nè. Nó mai cái vàng này nó mai có cái bên ngực rất là đẹp luôn. Cái bên tròn theo cái ngực này mặc vô là nó bo theo cái ngực của mình á. Vàng nút nha. Em có vàng nút với xanh nút nữa. Hình như mấy cái đầm này phải đi thay nha, bận vô sao đâu. Thôi đi, chị đi thay đi. Thay đi ra. Dạ nó đi. Để em bận cái xanh. Em bận cái xanh này mấy chị đợi em chút xíu nha. Cho lên miếng nhạc đi chứ Ngọc. Khỏi gã đi. Ôi trời ơi, tôi đây, em thì em bận rộng tại vì có 40 mấy ký thôi. Mấy chị nào 50 mấy ký 130k nha. Mấy chị nào mà 50 mấy ký là bận nó vừa hơn em nha ha. Tại vì em 40 mấy ký dĩ nhiên nó sẽ rộng thôi. Đây may rất là khéo, xẻ tà rất là khéo. Mấy chị mà rộng á, mấy chị bận dừa lên sơn sẽ đẹp hơn nha. Đó, ốm quá bận gì cũng bị rộng hết trơn. Rộng nhiều. Cái này là khoảng 55 ký là bận bao đẹp luôn nha mấy chị. Đây là cái màu vàng nè ha. Rồi ai lấy vàng chảy vai comment giùm em là vàng chảy vai nha. Còn cái đầm em đang mặc là giống như canh mặt vậy đó. Cái đầm em đang mặc là giống như canh mặt vậy đó. Cái vàng chảy vai nè, màu rất là đẹp luôn mấy chị em. Còn đang xem thì cho xin một chấm đi nha mấy chế. Không có thấy nó. Em đi chết con mắt view hay gì rồi. Em không có thấy được bao nhiêu view, như thấy được ai đang bấm cho vàng chảy vai. Lạc Thi một cái vàng chảy vai nè. Ok. Rồi nha. Cái em mặc đây nè, cái này cái em mặc cái canh mặt đó nè, màu hồng nha, hồng nút nha. Rất là sắc sảo luôn, nút đóng rất là sắc sảo luôn. Lấy Lạc Thi lấy cái vàng nè em. Dạ Lạc Thi lấy một cái vàng chảy vai nha. Rồi đây là màu đỏ nè. Đây màu đỏ nha. Đầm giống em đang mặc luôn, màu đỏ nha. Rất là đẹp. Lấy thì comment giùm em là đỏ nút nha.
rẻ quá mà mấy chị không mua uổng tiếc gì đâu nha. Ôi cha, chín cái like cho em. Đỏ nút nè, cái này là cam nút nè, màu cam nè, đỏ nút cam nút nha. Rồi bắt đầu em lên tiếp mẫu mới nha, mẫu đó hết rồi. Này con cái đúng không chị? Ôi cái này vải đẹp, đẹp ghê luôn hả? Chất liệu gì hả? Dạ chị ơi, cái này là một số cái là thun, còn một số cái này đẹp tuyệt thân. Để cho anh bằng. Đẹp quá hả? Cái nè mấy chị nhìn nhìn hình mẫu mặt nè. Vải vải cắt hàng nha chị. Cắt hàng nha, nhưng mà cắt hàng này không có giãn nha. Rồi ai lấy cái sơ mi này comment giùm em là sơ mi cam nha, cam đen đi. Ủa mà mẫu mặt thì là màu trắng đen nè. Ý lộn, mẫu mặt là màu trắng cam nè. Đây. Còn em cái màu trắng cam đó em hết rồi. Giờ em còn màu trắng màu đen cam này nè. Trời ơi trời, vải trong cũng đẹp mà vải ngoài cũng đẹp, nút cũng đẹp nha mấy chị. Cái nút này gỡ ra được, nhưng mà nút giả ở ngoài sau lưng là dây kéo nè, cái đầm là thơm to nè. Cái này 56kg vô được nè. Cái đầm này 56kg vô được nha. Ai lấy thì comment giùm em đen cam nha. Lại bị tụt phim. Lẽ giờ em bán lỗ luôn. Em bán 101, 119.000 là em bán không có lời rồi. Không có lời rồi, bây giờ tụt hết lỗ. Bán cho điên cuồng luôn. Nói chung là giải này em bao đẹp cho mấy chị luôn. Khách nhận hàng rồi mà mới thiết bắt cho em đây, mới thiết bắt cái đợt đây nè. Không có cái nào 42kg mặt vừa không chị? 42kg chắc không có quá à, 42kg ốm quá chắc không có. 42kg mà cao nhiêu? Eo 75 vừa nha chị Hằng Phương. Rồi, ai lấy cái này? Trời ơi, cái này đắp lớp nha. Đắp một miếng ở đây rồi có một cái nhúng bèo ở đây, hai ba lớp ở đây nữa nè, tầng nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là màu hồng đi. Màu hồng cánh sen nha, hồng nha. Mẫu mặt nè mấy chị. Đẹp ghê chưa? Hồng nha, hồng hoa đi, nó có cài một cái hoa ở đây nè. Cái cài này gỡ ra được nha. Cái cài này gỡ ra được nha. 42kg 1m55 ớn lắm. 42kg 1m55 hả? Ớn lắm. Cỡ em. Ớn. Em 1m6. Ờ ớn lắm. Chắc không vừa đâu, sợ mặt trận quá bạn ơi. Rồi ai lấy cái hồng này comment giùm em là hồng nha. Trời ơi cái hồng này có khoảng 56 trở xuống mặt đẹp nè. 55-56kg. Em có màu hồng nè. Màu xanh nè, dây kéo hình sao nha. Màu hồng, màu xanh nè. Màu xanh nó mới chị thấy nó sẽ rõ hơn nè. Màu hồng, màu xanh. Với màu này giống như màu này là màu cam. Màu cam nha, hồng, xanh, cam nha mấy chị. Hồng, xanh, cam. Đây là khác rồi. Ủa cũng nó luôn. Nó may rất là khéo luôn mấy chị. May như cái dạng may là đồ thiết kế nè, cái bo ngực nè, nó làm cong theo cái dòng bo của mình rất là đẹp nha. Hồng xanh cam nha. Cái thì comment giùm em là màu công sở. Ai công sở thì lụm ngay đi. Cái này á mấy chị đi uống cà phê rồi mặc cũng dễ thương chết. Đi tiền nhẹ nhẹ. Tiền nhẹ nhẹ bằng cũng dễ thương lắm. Rồi cái này khác nha, cái này là mẫu khác nữa nè. 119k đồng giá ha. Cái này có cái sợi dây buộc nè. Đây là một cái sơ mi nha. Đây là mẫu mặt nè, hình mẫu mặt đây ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hồng nha. Hồng. Cái dây này để buộc cái eo. Cái dây này làm rất là khéo, nó phối màu rất là khéo luôn. Ai lấy thì comment giùm em dây đi, hồng dây nha. Hồng dây ở dưới là hai vạt chéo nè, vạt bắp nè. Đó. Phơm này có khoảng 50. Phơm này có khoảng 54-55kg trở xuống là đẹp á. Hình mẫu mặt nè mấy chị, nhìn cho nó thấy rõ nha. Lấy thì comment giùm em là hồng dây đi. Em có hồng dây nè. Rồi cái này là giống như màu tím nha. Ở ngoài nó là màu tím á, tím dây á. Comment giùm em là hồng dây với tím dây đi. Hồng dây, tím dây. Thì cái hồng dây này nó chừa là mặt luôn đi Ngọc. Chị bán dừa. Dừa. Trời ơi. Đồ của ai?
cái gì nào tôi cũng bấm về. Bà cái này bấm nhớ bà nội bà làm như bà mập đó. Mấy chị ơi cho xin một chấm xem bài đi, cho xin nhiệt tình với môn mai chấm cho em chứ an toàn. Hồng dây bạn Toàn Thắng thấy số điện thoại nè, cho luôn dòng địa chỉ luôn đi bạn Toàn Thắng ơi. Hồng dây đẹp quá trời đẹp luôn. Oh yeah. Tiếp tục nữa nè. Tiếp tục cái này là cái gì đây? Hồng dây hả? Bạn bao nhiêu ký? Sao mà biết bạn bao nhiêu ký được? Hồng dây đó có nói số ký là cỡ khoảng 54 ký, 55 ký trở xuống là bạn đẹp đó. Cái chất giải cái đầm này là bao đẹp cho mấy chị luôn nè. Trời ơi cái giải này quá đẹp. Cái này chỉ thấy tám thôi mà. Cái giải này quá đẹp luôn. Rồi nha. Cái này ốm hơn nè. Nó là suông chị ơi, nó không có ốm đâu. Không ốm nè. Nó chị là... thấy nó ốm hơn cái kia á. Nó là đầm suông. Nó ôm là nó ôm cái chân ngực của mình á. Dưới nó ôm rồi. Rồi ai lấy cái này comment giùm em cổ đi ha. Cổ sen đi, nó là cổ sen. Màu này là màu cam nha, cam đốc nha. Cổ sen đây là hình mẫu mặt nè. Cổ sen nha, ở dưới đây nó có lớp bèo nữa nè. Rồi cổ sen nha, ai lấy thì comment giùm em là cổ sen đi. Cổ sen là đầm suông, đầm chữ A. Đầm chữ A nên đừng có sợ chọc nha mấy chị. 50 mấy ký vô là có hết nha. Cổ sen, cổ sen. Em có màu này màu cam nè, màu này là màu hồng đậm. Màu này là màu đỏ đó. Màu đỏ nè. Màu cam đốc, cái này là màu cam sáng đó. Hồi nãy em vô là màu cam đốc, cái này là màu cam sáng nha. Rồi hết rồi, còn có ba màu đó thôi mấy chị ơi. Hết rồi đó, còn có ba màu thôi. Đẹp quá rồi. Rồi còn mấy mẫu đầm nữa em like hết đầm này em chuyển qua set nha. Ai còn ở lại trong like thì coi một mớ set nha. Hôm nay chắc like set đồng giá. Hôm nay em like set đồng giá 85 hoặc 95 ngàn tùy theo số view nha. Set đồng giá 85-95 ngàn vậy đó, tùy theo số view. Cổ sen hồng bao nhiêu ký mặt vừa? Cổ khoảng 55-54 ký mặt vừa nha. Nó là phong chữ A. Đây, cái cùng cái phong chữ A có nút nữa nè. Ai lấy thì comment cho em là hồng nút nè. Đây là hình mẫu mặt nha mấy chị. Hình mẫu mặt nha. Rồi cổ sen đỏ nè. Rồi cổ sen đỏ cho bạn Toàn Thắng nè. Ngọc Hương đỏ hả? Đỏ em hết đỏ rồi Ngọc Hương ơi. Giờ em còn màu cam. Em còn màu cam với màu cam. Màu cam này là cam đất với một cái là cam sáng nha. Cái có cổ á. Rồi cái này là màu hồng nha. Hồng nút nha. Ngọc Hương lấy cái nào comment loại màu khác sen đỏ em. Cổ sen đỏ của Toàn Thắng á chị. Rồi Ngọc Hương lấy màu nào comment lại giúp em nha. Đây cái tay của nó làm rất là đẹp luôn á. Cái tay nè, tay cánh tiên nha. Giống như cánh tiên. Hồng này là phông chữ A. Mấy cái phông chữ A này mấy sợi mấy chị đừng có sợ chật đâu nha. Nó có chật đâu. 50 mấy ký là bật đẹp hết á. Chất giải này em bao cho mấy chị luôn. Cái con nút này comment vô là hồng nút nha. Em chỉ có hồng nút với đen nút thôi. Thêm một cái đỏ nút nữa nè. Cổ sen màu cam, ánh hồ vậy. Ánh hồ của sen cam. Vậy là các bạn Ngọc Hương không lấy rồi. Là chị màu cam rồi. Rồi ảnh hồ có số điện thoại chưa chị? Chưa. Ai chưa cho số điện thoại cho em số điện thoại nha ha. Rồi cái nút á, cái nút là em có màu hồng nút nè. Cái nút là có màu hồng nút nè. Đỏ nút nè, màu đỏ rất là đẹp luôn. Màu đỏ là giống như hình đi trang, hình mẫu mặt luôn á. Màu đỏ giống hình đi trang luôn. Đây là màu đen nút nè. Đen nút nè, ai thích ai không thích màu mè thì chọn đen đi. Tại đen ít, thường thường đầm ít mẫu đen á. Đầm ít màu đen lắm mấy chị. Lượm mấy cái màu đen về bận cho nó sang. Rồi thấy số điện thoại của chị Anh Hồ nha. 119k đồng giá mấy chị ơi. Mỗi người lựa riêng cho em vài mẫu luôn. Cổ 57kg. 57kg cao bao nhiêu Trang Lucy? 57kg cao bao nhiêu? Tùy theo chiều cao đó để mình canh thôi. Cái này trời ơi sao nó đẹp biết không.
cái này đẹp quá nha mấy chị. Đây, ai lấy thì comment giùm em là đổi dây đi, nó có cái dây chỗ cái eo nè ha, nó có cái dây đính cái này tháo ra được, không thích thì tháo ra được, nó là cái kẹp nha. Rồi, có một cái duy nhất thôi, lấy thì comment giùm em là đổi dây nha. Form này là cỡ khoảng 54-55kg trở xuống mặt đẹp nha. Cái chị đang mặc 57kg, em cái em đang mặc 57kg mà cao nhiêu, cao cỡ 1m65 thì 57kg vừa nha, cao cỡ 1m65 57kg vừa, còn cỡ khoảng 1m6 thì 1m6 thì cái này 57kg hơi ôm á, 1m55 không vừa đâu chị ơi, mà cái 55 không vừa chị. Cái ngọc hương đỏ cổ sen hả em, có không lấy không? Ngọc hương không có, đỏ cổ sen, cổ sen màu đỏ hết rồi, cổ sen bây giờ còn có màu cam thôi. Cổ sen bây giờ còn có màu cam này thôi ha. Rồi ai lấy cái đỏ này comment giùm em là đỏ dây đi, nó có cái dây thắt, cái dây giả thôi, thắt chỗ cái eo nè, rất là đẹp nha, đỏ dây nha. Cái form này có khoảng 54-55kg trở xuống mặt đẹp nè. Cái đỏ dây này nè. Còn có vài mẫu đầm nữa thôi là hết nha mấy chị. Bắt đầu em chuyển qua like xếp nha. Còn mọi người thích đầm công chúa giống hôm bữa thì comment giùm em đầm công chúa đi. Tại đầm công chúa bây giờ em còn có khoảng 20 cái, một lát em sale giá rẻ cho mấy chị luôn. Một hôm bữa em bán 130. Ai còn ở lại xem á thì em sale giá rẻ luôn. Ô hai cái này giống nhau đúng không? Rồi. Ngọc Phương đỏ đỏ 1m57-55kg. Được á, 1m57-55kg là giống chị đó. Ngọc Hương là cái đỏ này vừa nè. Cái đỏ này nếu mà chịu bận ôm á thì lấy được nha Ngọc Hương, cái đỏ dây á nha. Trang Lucy không có cái nào sai của Trang Lucy hết á, Trang Lucy ơi. 1m55-57kg nó thôi. Nếu mà 1m55-57kg thì lấy cái mấy cái đầm suông này nè. Đầm suông này chắc vừa hết chị Ngọc. Đây để em dơ cái đầm suông này cho xem, cái đầm suông này có hai màu, màu xanh với màu hồng nè. Cỡ 1m55-57kg thì vừa nha. Đó, nó ra đầm suông dạng công sở nha. Không có đồ bộ nha bạn. Có cái đó đó là của bạn size Trang Lucy á. Rồi cái đỏ hộp này, cái đỏ dây này ai lấy thì comment giùm em là đỏ dây nha. Làm em đang mặc, trời em có bốn mấy ký em mặc rộng quá. Rồi. Đây là hình mẫu mặt nha, nó có cái nơ ở đây nha. Ai lấy thì comment giùm em nơ nha. Form này là form suông nè. Ở dưới đây còn cái bèo đẹp đó nè. Cái này bữa mình thử đó. Ừ, cái bèo đẹp nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cái bèo trời ơi, bên đây nó mai nhăn, bên đây nó mai nhíu dập ly nha. Cái bữa chị thử vừa rộng vừa. Chiều nghiến luôn hả? Là 1m52 phải không? Ừ. Vậy là cái này có khoảng 54-55kg trở xuống mặt đẹp nha. 54-55kg trở xuống mặt đẹp nha mấy chị. Màu này là màu đỏ nè, đỏ tươi luôn nè. Đó nè, tươi là bằng mẹ. Hôm bữa gì đấy, mẹ em nói nhất chút nè. Bỏ cái này ra chợ mua mắc lắm không. Rồi nha, em có màu đỏ nè, màu đen nè. Nó có cái nơ nha. Đỏ, đen, cam nè. Màu hồng nè. Màu hồng này rất là đẹp luôn á. Màu vàng nè. Màu vàng nha. Đầm 60kg em có đầm ngủ thôi chị ơi. Màu xanh nè. Màu này là màu cánh sen nè. Màu cánh sen nha. Trời ơi. Thật sự cái màu vàng này để em dở ra cho mấy chị xem. Còn có một mẫu đầm nữa là em hết. Bây giờ em lên set nha. Chia sẻ cho em lên view đi để em lên set cho mấy chị. Rồi đây. Đây là màu vàng nha. Nếu mà 60kg mà cao là bận cũng được luôn nha. 60kg mà cao phải bận mới bận được. Màu này là màu vàng. Vàng nơi đỏ. Có cái gì khác không? Thì là em bận ra mấy cái đầm này kìa. Hồi nãy với đầm bận đầm này nhiều. Cái đó nhiều hay bận? Cái gì? Ừ, không bận. Cái đó cái mẫu gì anh bận. Ừ à. Rồi còn một mẫu đầm này nữa là hết nha mấy chị. Còn một mẫu đầm này nữa là hết. Vô nốt luôn đi rồi bắt đầu em like set nha. Chia sẻ lại cho em đi để bắt đầu em like set mới được. Đó. Điểm nhấn là bên cái cổ nha. Ai lấy thì comment giùm em là trai nha, nơ trai nha. Rồi cái hồng nơ cho bạn Khởi Trần Khởi nè. Khởi Trần Khởi thì chứ có đơn
Hình như có đơn mà không có thấy nghe điện thoại hay sao á. Thổi chồng Thổi ơi, nghe giùm em số điện thoại đi nha. Đây là cái hồng nơ nè. Nghe giùm em số điện thoại nha mấy chị. Hôm sau tụi em chốt đơn đó mấy chị nghe giùm em nha. Đây, đây là một cái nút nha. Thôi mang giùm em trai đi nha. Em có màu này là màu cam nha. Phom suông, màu cam cổ, cổ đính trai ha. Đây là hình mẫu mặt nè. Phom suông xè chữ A rất là đẹp nha. Ai thích xè chữ A thì lụm ngay nha. Đó, đây là một cái màu cam. Chờ mấy cái phom xè chữ A này chắc em nghĩ là 56-57kg mấy chị vô được hết nha. Hôm trước gửi chưa hả? Hình như em điện thoại cho chị chưa được á. Chị Khởi, Trần Khởi em, bên em có điện thoại cho chị chưa? Nếu mà điện thoại chị nghe máy chốt hàng thì đi rồi á. Còn điện thoại mà không nghe máy là tụi em không có gửi đâu nha. Một bé 50-50kg là vừa. Một bé 50-50kg vừa hết mấy cái đầm này nha chị. Đầm này cũng vừa luôn đó nè. Đó, cái cổ thôi, cổ ngọc trai đó là màu cam nè. Ngọc, cái cổ trai này là màu đỏ nè. Màu này là màu hồng cánh sen nha. Trời ơi, cái cổ này rất lên phong rất là đẹp nha. Cái này màu cam sáng nè. Rồi, cái này là màu cam bình thường, cam đất nè. Cái này mấy chị ở ngoài nó như là màu đỏ vậy mà vô lên like nó là màu cam nha. Chốt là messenger hả? Dạ, nếu chốt messenger rồi là gửi hàng đi rồi đó chứ ơi. Chốt messenger rồi là gửi hàng đi rồi. Rồi bắt đầu có màu đen. Ngọc Hương có màu đen không ạ? Màu đen em, cái kiểu này em cũng có màu đen. Màu đen em chỉ có nút thôi chị ơi. Có nút hồi nãy thì em có màu đen thôi nha. Rồi, để em dỡ cái cây này qua bên em like. Em like xét cho mấy chị nha. Em like lên xét nha. Chia sẻ bài lại cho em lên view đi. Lên 30 view xong rồi em like xét cho nó nhanh. Chị giục cái này qua xét bên đó nha. Đây rồi bắt đầu chia sẻ lại đặng em lên xét nha. Đầm xe lớn không có chị ơi. Mấy cái đầm này của em á, thật sự nếu mà muốn ôm á, cái chị có khoảng 56-57kg bằng cũng được nữa. Tại vì nó rộng quá nè. Buộc một cái lên xét cho em nha. Rồi nãy giờ chưa có ai chưa cho số điện thoại thì vui lòng cho số điện thoại liền cho em nha. Cho số điện thoại với địa chỉ liền nha. Cho số điện thoại với địa chỉ liền nha mấy chị.